Ờ, trường mình học là trường united world college trường uh, liên kết quốc tế thế giới ở bên nhật bản ấy thì các bạn học sinh đến từ hơn 70 quốc gia khác nhau cơ thế là các cái học sinh cũ của trường trong tiếng anh gọi là alumni uh, thì trường mình có mạng lưới đến trên nhiều quốc gia khác nhau khoảng tầm 17 trường. Thế là bọn mình lập một cái group ở trên Facebook nó là UWC Alumni là học sinh cũ của trường UWC. Thế là chúng mình kiểu kết bạn được với cả các bạn học sinh cùng cái hệ thống đấy ở các quốc gia khác nhau nữa. Xong rồi có rất là nhiều hoạt động ví dụ như là UWC House Swap là bọn mình đổi nhà cho nhau này. Ờ, ừ. nếu mà hai bạn hai đất nước khác nhau mà muốn đi du lịch kế thì có thể đổi nhà cho nhau. Để uh, nghỉ xong rồi kiểu thử những cái trải nghiệm cuộc sống này Có những cái dự án cộng đồng là fundraising là mình gây quỹ cho một cái vấn đề nào đấy Ví dụ như gần đây Ukraine chẳng hạn Thì okay. mọi người sẽ đăng bài lên cái group Facebook đấy kêu gọi sự hỗ trợ thôi và Cũng là cùng một cái cộng đồng ngày xưa cùng học cấp 3 nên mọi người rất là kết nối với nhau